trình Tết cổ truyền trong em. Tôi là MC Thảo Chi, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn ơi, mùa xuân đang gõ cửa mọi nhà, những bông hoa đào, hoa mai đang đua nở, báo hiệu sắp đến Tết rồi. Chúng ta cùng chào đón năm mới 2023 với thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thảo Chi đang nghĩ, không biết các bạn cảm nhận về ngày Tết như thế nào nhỉ? Còn Thảo Chi thì thấy ngày Tết rất vui và hạnh phúc, vì đây là dịp mà mọi người trong gia đình quây quần bên nhau. Cứ mỗi khi Tết đến, cả nhà cùng nhau đi mua sắm, nào là hoa đào, hoa mai, nào là bánh kẹo và được trang trí. Sau đó lại tất bật dọn dẹp nhà cửa. Điều đặc biệt, mẹ còn cho mình gói bánh chưng. Đây là nét đặc trưng của ngày Tết mà trẻ con rất háo hức được làm. Không chỉ vậy, chúng mình còn được mua quần áo mới, được nhận lì xì và được ăn bánh kẹo thỏa thích. Thật là vui đúng không nào? Các bạn thân mến, nhân dịp năm mới, Thảo Chi xin kính chúc mọi người, mọi nhà an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Chúc mừng năm mới!